Thưa quý vị, cái chỉ thị mới nhất của Ban Bí thư liên quan tới vấn đề chống tham nhũng đã được dư luận đánh giá. Đó là một trong những cái nội dung chính trong chỉ thị của Ban Bí thư về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng. Và điều đó nó có tác dụng để thu hồi các tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự liên quan tới vấn đề tham nhũng. Mà cái chỉ thị này do Thường trực Ban Bí thư ông Võ Văn Thưởng ký và ban hành. Thưa quý vị, cái vấn đề này nó phù hợp với những cái vấn đề mà giới phân tích thấy rằng đối với ông Nguyễn Phú Trọng là một người đứng đầu Đảng, mà cái câu chuyện này nó xảy ra từ những năm 2017-2018, khi mà người ta nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng kết thúc nhiệm kỳ thứ hai sẽ nghỉ hưu. Đó là có những ý kiến cho rằng rất có thể sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hạ cánh an toàn thì Nguyễn Tấn Dũng hoặc Trương Tấn Sang có thể bắt tay với những thế lực chính trị khác trong Đảng để dựa vào cái quyền hồi tố của một cái văn bản số 04 hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đó là văn bản liên quan tới việc hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định 102 quyết định Trung ương ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về cái vấn đề xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Thưa quý vị, có một khoản trong cái quy định này thì người đứng đầu tổ chức đảng hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về các sai phạm cấp dưới, kể cả vấn đề để cho vợ, con, gia đình liên quan tới cái vấn đề tham nhũng. Và nếu điều đó mà được tiến hành thì thưa quý vị, như quý vị đã biết trong cái báo cáo công tác của nhiệm kỳ đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra có rất nhiều các cái lãnh đạo cao cấp, kể cả các cái ủy viên Bộ Chính trị cũng bị xử lý kỷ luật với những cái bản án hàng chục năm tù, và hàng chục tướng lĩnh cao cấp đã bị kỷ luật vì liên quan tới vấn đề tham nhũng. Thì người ta mới hỏi rằng vậy nó có phải là một cái bản án treo lơ lửng trên đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một khi ông Nguyễn Phú Trọng suy yếu và thất thế? Lúc đó cái quyết định số 102 quyết định Trung ương của Bộ Chính trị đó nó sẽ trở thành một cái thòng lọng và siết vào cổ ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là một điều hoàn toàn có thể. Thưa quý vị, nhận định về vấn đề này, nhà báo Mạnh Kim, một nhà báo nổi tiếng, trong một cái bài viết "Nếu không minh bạch thì làm sao chúng ta có thể chống được tham nhũng?" Theo nhà báo Mạnh Kim cho biết, nếu không kể những cái cuộc thanh trừng nội bộ trong quá khứ vốn chỉ nhằm loại trừ những cái thành phần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là những cái thành phần diễn biến hòa bình ở trong Đảng, và cái cuộc thanh trừng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sau đời 13 có thể xem là một cái điều khốc liệt, rồi nó sẽ xảy ra khốc liệt hơn cả đời 12. Và mục tiêu ở đây theo nhà báo Mạnh Kim, nó không phải là những đối tượng chống đảng. Bởi vì theo tinh thần của dân chủ đa nguyên, nếu muốn phá đảng theo tinh thần của chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa bè phái từ túi, thì rõ ràng cuộc tranh chấp quyền lực ở trong đảng hiện nay hay cái công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó mang dáng dấp của một cuộc đấu đá phe nhóm mà thôi. Theo nhà báo Mạnh Kim, như dư luận đã thấy, họ đã kiểm định, quan sát và nhìn nhận sau nhiều năm, người ta nói đó là một cái cuộc đấu về mặt quyền lợi giữa các thế lực trong đảng, mà người đứng đầu trước đây đó là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, nhà báo Mạnh Kim đánh giá cao cái cuộc tranh chấp quyền lực ở trong đảng, bởi vì nhà báo Mạnh Kim thấy rằng nếu như không có những cái cuộc tranh chấp trong nội bộ thì những cái tin tức đấu đá cung đình không thể tiết lộ được ra ngoài. Và một cái điều đó là sân khấu chính trị Việt Nam là một cái sân khấu chính trị độc đảng, thì nó không bao giờ đủ độ sáng để cho dân chúng có thể quan sát và theo dõi những cái việc làm, những cái hành động của các nhóm ở trong đảng. Và một cái điều mà nhà báo Mạnh Kim gọi là một cái khoảng tối thông tin. Thưa quý vị, theo đó, cái khoảng tối thông tin này hoàn toàn nảy sinh ra từ những tin đồn đoán, và cho đến nay hầu như mọi thứ vẫn được liên tiếp tung ra từ một cái môi trường gọi là tin đồn. Theo đó có những điều rất dễ thấy, đó là những con thú to nhất đang bị vây,
dư luận đồn đoán tiếp theo là con mồi nào tiếp tục xa lưới. Và nếu như ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới đây nhằm vào Phạm Minh Chính hay Nguyễn Tấn Dũng, những người mà ông Nguyễn Phú Trọng cho là những con cá mập to nhất của một cái bầy cá mập, thì chắc chắn Phạm Minh Chính cũng như Nguyễn Tấn Dũng sẽ phản đòn. Và phản đòn như thế nào? Trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng nổi tiếng với một cái chiều đó là đánh giấy thắt lưng các cái nhân vật liên quan tới Nguyễn Phú Trọng bằng một cái thủ thuật gọi là vạch áo cho người xem lưng. Như trước đây, nhà báo Mạnh Kim đã dẫn ra những cái tràng từ như chân dung quyền lực hoặc tư sang nham hiểm vân vân và vân vân. Những cái dẫn chứng đó đã cho thấy ông bà Dũng đã bằng mọi cách cài cắm con cái vào hệ thống chính trị để tạo điều kiện cho con cái Nguyễn Tấn Dũng thăng tiến một cách nhanh chóng. Rồi có những lúc con cái của Nguyễn Tấn Dũng gặp những cái sự trả đũa từ những nhân vật tay chân của ông Trọng, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải xuất thân để cứu con. Và theo nhà báo Mạnh Kim, đó là những cái hành động ông Nguyễn Phú Trọng đang thử ông Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Theo nhà báo Mạnh Kim, những cái tin tức đồn đoán liên quan tới trận chiến cung đình, thực ra nó cũng có những cái mặt mạnh của nó. Nó giúp cho người dân có thể hiểu được sự thật đằng sau bức màn nhung đỏ là những điều gì nó đang xảy ra. Nhưng mà nếu không có những điều đó mà cứ tiếp tục giải mã các cái bí ẩn ở chính trường bằng những cái thông tin thực thực hư hư, thì nó làm cái điều không có lợi cho tất cả mọi phía. Bởi vì người dân cần phải thông tin, nhưng người dân muốn hiểu sự thật của những điều đang xảy ra sau bắt bức màn nhung đỏ là điều gì. Bởi vì những cái điều đó nó chắc chắn ảnh hưởng tới vận mệnh không chỉ của quốc gia, mà vận mệnh và số phận của mỗi người dân ở Việt Nam hiện nay. Mà một khi không có đủ thông tin, đưa thông tin nửa chừng hoặc ngược chiều, như quý vị đã biết người ta nói, một nửa chiếc bánh mì thì nó vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì nó không phải là sự thật. Đó là lý do nhà báo Mạnh Kim cho rằng lâu nay những cái tin đồn đoán cho rằng ông Dũng thì thân Mỹ chống tàu, còn ông Trọng mới thật là người chống tàu kịch liệt vân vân và vân vân. Và đó chỉ là những cái thông tin đồn đoán mà thôi. Còn các cái thông tin đồn đoán đó nó chính xác ở mức độ nào, khả tín tới đâu, thì chẳng có bằng chứng nào để kết luận những cái đánh giá như vậy. Mà người dân Việt Nam bây giờ, người ta chỉ thấy rõ một điều rằng trong hai nhiệm kỳ làm thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng 2006-2011, 2011-2015, thì rõ ràng đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam thì ở một cái mức gọi là kỷ lục. Thâm hụt mậu dịch giữa Việt Nam Trung Quốc ở mức kỷ lục. Và một cái điều quan trọng hơn là dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì chủ nghĩa bè phái bùng nổ trong nội bộ chính trị Việt Nam một cách kỷ lục. Theo nhà báo Phạm Mạnh Kim, người dân cũng thấy rõ ràng quan hệ Việt Nam Trung Quốc dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ổn định, thậm chí không bao giờ sứt mẻ. Với những thông cáo chung trong chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên sau Đại 12 trong cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ hai, thì tuyên bố chung giữa ông Trọng và Tập Cận Bình có đoạn hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời, hai đảng đều là các nước sau chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai nước có chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi và có một tiền đồ tương quan chia sẻ vận mệnh chung. Đối với sự phát triển bền vững của mỗi nước cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp, và cái sự hợp tác này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Tuy quý vị trên văn bản trong các cái tuyên bố chung thì như vậy, nhưng trên thực tế theo tác giả Mạnh Kim, người dân cũng thấy rằng dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vấn đề chủ quyền Biển Đông của Việt Nam bị uy hiếp một cách nghiêm trọng mà Việt Nam hầu như không có những phản ứng cần thiết. Theo nhà báo Mạnh Kim nói một cách khác, Trọng hay Dũng hay bao nhiêu người trong bộ chính trị các khóa 11, 12 rồi 13 thực sự chẳng có ai người ta chống tàu, và thật sự chẳng có ai muốn tách Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc cả. Bởi vì có những bằng chứng cho thấy
trong những phiên họp tuyệt mật của Bộ Chính trị mỗi khi xảy ra xung đột với Trung Quốc, thì ai là người dám vượt qua được cái nỗi yếm thế tự ti để dám nói lên rằng chúng ta nhược tiểu, nhưng tiểu chứ đừng có nhược. Do đó Bộ Chính trị và các cá nhân thành viên Bộ Chính trị hầu như người ta không có một cái kịch bản hoặc nào cái sách lược nào để chủ động thoát Trung Quốc. Và chừng nào không có những điều này mà nó không được minh bạch, thì không bao giờ người dân Việt Nam có cùng câu trả lời cho cái câu hỏi vừa kể, và sẽ không có câu trả lời, ít nhất tại cái thời điểm hiện nay, kể cả tại cái kỳ họp Quốc hội khóa 15 tới đây. Nói về lý thuyết, đó là một cái cơ quan đại diện cho cử tri ở Việt Nam, một cái cơ quan quan trọng hàng đầu trong hệ thống chính trị của Việt Nam, có quyền đòi hỏi chính phủ phải giải trình chiến lược vấn đề đối ngoại với Trung Quốc ra sao. Nhưng mà rõ ràng Quốc hội không bao giờ dám làm những cái điều phải làm. Thưa quý vị, nói về cái cuộc chiến nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nhà báo Mạnh Kim, một cái điều đáng quan tâm hơn, nó không chỉ là một cuộc chém giết ác liệt giữa các cái băng nhóm phe cánh ở trong đảng trong một bối cảnh chính trị mà yếu tố Trung Quốc gần như luôn luôn đóng một cái vai trò, theo đó có ít nhiều ảnh hưởng, kể cả ảnh hưởng nội bộ, mà kết quả của nó sẽ dẫn đất nước Việt Nam sẽ trôi về đâu, và liệu đất nước của chúng ta sẽ sáng sủa hơn một khi toàn bộ các cái bầy cá mập bị chém giết lẫn nhau rồi bị thịt. Theo nhà báo Mạnh Kim, nếu ông Trump coi đó là một cuộc chiến chống tham nhũng, thì những việc cần làm không chỉ là khẩn trương làm rõ hay mức độ phá hoại của cái đám quan lại tham nhũng hiện nay, mà ông Trump phải xác định được là làm thế nào để trong sạch một bộ máy mà đến nay có thể đánh giá là nó bị mục rút đến tận xương tủy bởi cái vấn đề tham nhũng trầm trọng. Và cái mức độ tham nhũng trầm trọng có hệ thống ở Việt Nam hiện nay đã đến mức mà theo nhà báo Mạnh Kim, bất kỳ người dân nào cũng có thể kể rõ những cái câu chuyện riêng của họ về việc họ đã phải mất tiền hối lộ cho các cái quan chức hay viên chức nhà nước mà họ là nạn nhân trực tiếp, hay họ được nghe lại về những vấn đề chạy chức, chạy quyền, mua quan bán chức, chạy cấp, chạy bằng, thậm chí chạy cả các cái danh hiệu từ nghệ sĩ nhân dân đến anh hùng lao động. Thậm chí người ta có thể mua được anh hùng lực lượng vũ trang hay thương bệnh binh đều có cả, miễn là quý vị phải có tiền. Trong khi cả cái hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hàng chục năm nay người ta luôn luôn hô hào làm sạch bằng minh bạch thì tham nhũng mới thật sự được triệt tiêu, nhưng họ nói như vậy nhưng không bao giờ họ chịu minh bạch. Bởi vì ở Việt Nam tham nhũng là một cái vấn đề có hệ thống, có gốc gác, thậm chí nó là một chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta đã nuôi nấng nó quá lâu, và cái tệ nạn tham nhũng nó đã phát triển đến một cái mức được gọi là nghiêm trọng như hiện nay. Thì theo nhà báo Mạnh Kim, việc thanh trừng cái đám cá mập, các cái quan chức tham nhũng đó là một giải pháp nhất thời mà thôi. Vấn đề là những cái câu chuyện quan chức phải làm thối móng tay để xây biệt phủ, hay là chạy xe ôm để mua được những cái khu đất hàng chục hecta, những điều đó chưa được minh bạch thì chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là những cái lời hô hào suông mà thôi, và nó mãi mãi chỉ giới hạn ở cuộc thanh chiến thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà theo nhà báo Mạnh Kim đó là một cái hậu trường đen kịt của một hệ thống đen kịt, và nó chưa bao giờ được minh bạch trước ánh sáng, và nó chưa bao giờ gợi ra một cái niềm tin tưởng của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, nhà báo Mạnh Kim là một cây bút nổi tiếng, nhưng hiện nay nhà báo Mạnh Kim đang định cư ở Hoa Kỳ thì mới dám viết những bài viết mạnh dạn như chúng tôi vừa truyền tải tới quý vị. Chứ còn nếu như nhà báo Mạnh Kim còn ở trong nước thì chắc chắn một cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước sẽ được chụp vào đầu. Thưa quý vị, cái vấn đề thiếu minh bạch rồi hô hào chống tham nhũng chỉ là chót lưỡi đầu môi thì điều đó ai cũng có thể hiểu.
không thể chấp nhận được những cái lời giải thích của các quan chức cao cấp trong đảng. Ví dụ như ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ, thì giải trình về các cái biệt thự của ông ta, thì ông ta nói ông ta phải làm việc đến thối móng tay mới có tiền. Hay cái trường hợp Phó Bí thư Thường trực của tỉnh ủy Lạng Sơn nói, những cái tài sản mà ông ta và vợ có được, đó là những cái biệt thự rồi những cái tài sản đắt tiền. Ông ta nói đó là tiền của vợ ông đi vay người khác, chứ hoàn toàn ông không liên quan, không biết gì cả. Vậy mà thưa quý vị, cái hiện tượng đó báo chí nhà nước đưa tin hàng chục năm nay, rồi đầu vẫn nguyên đấy. Có một số quý khán thính giả của KTV có hỏi chúng tôi về cái vấn đề tài sản tham nhũng của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, ông Phạm Sĩ Quý, là em trai của bà Phan Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện nay. Và đó là ông Phạm Sĩ Quý đã từng giải thích, do ông có hơn 10 hecta và cái biệt phủ của ông là do ông chạy xe ôm có được. Và thưa quý vị, cũng lại là một cái vấn đề hòa cả làng. Người ta thấy tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những cái vấn đề nhẹ nhàng, dễ dàng như vậy sao không xử lý? Và cái câu trả lời là như quý vị biết rằng, vì bản thân Nguyễn Phú Trọng cũng không sạch. Nếu quý vị nào mà còn mơ hồ, thậm chí không tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng, chúng tôi xin quý vị hãy tìm đến xem lại cái clip, một cái bài nói chuyện của KTV trả lời cho quý vị rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tham nhũng hay không. Thưa quý vị, cái vấn đề này nó là một cái vấn đề cần phải có những quyết định và những cái hành động triệt để. Đó là lý do tại sao tại một cái hội thảo vai trò của Quốc hội trong phòng chống tham nhũng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 tổ chức vào năm 2019. Theo đó, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Lê Văn Lân, đã có một cái bài phát biểu tham luận. Và cái bài viết đó đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Theo nhận định của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Lê Văn Lân cho biết, vấn đề xử lý các cái vụ việc tham nhũng trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định tình hình tham nhũng ở Việt Nam là nghiêm trọng, đặc biệt trong cái lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản đã nảy sinh ra những cái vấn đề tham nhũng, chủ yếu diễn ra trong vấn đề quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp, các khu đô thị, vân vân, hay liên quan tới cái vấn đề giao đất, cho thuê đất, định giá đất khi thu hồi đền bù hay cấp phép các cái tài nguyên khoáng sản, vân vân. Thì theo Phó Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, ông Lê Văn Lân khẳng định không ít những cái số quan chức đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của họ trong việc giao đất không đúng thẩm quyền, thậm chí họ còn lập hồ sơ khống hoặc khai tăng diện tích đất đền bù. Điển hình là các cái vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới vấn đề đất đai. Thưa quý vị, đó là lý do trong nhiều năm qua, Trung tướng Trịnh Lương Hy, nguyên quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh của Bộ Công an, được biết liên tục có những cái đơn cáo giác lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã cố ý làm trái tại các cái dự án phát triển kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được một cái bài viết liên quan tới tố cáo của Trung tướng Trịnh Lương Hy. Và một cái điều này, thưa quý vị, nó xảy ra từ rất lâu. Mới đây năm 2018, Trung tướng Trịnh Lương Hy đã tố cáo gửi đơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và hàng loạt các cái cơ quan bảo vệ pháp luật của nhà nước. Theo Trung tướng, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Trịnh Lương Hy cho biết, tháng 6 năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi 19,7 hectare đất vàng ngay tại trung tâm thành phố Đà Lạt, dưới cái danh nghĩa triển khai xây dựng khu công viên văn hóa đô thị, có một cái tên chủ đạo đó là công viên văn hóa, song như quảng bá của chủ đầu tư, đó là công ty cổ phần địa ốc Trung Nam Đà Lạt, Trung Nam Đà Lạt Land, thuộc tập đoàn Trung Nam. Đó là một cái dự án sân gôn, volley,
là một cái khu đô thị đẳng cấp quốc tế với nhiều tiện nghi cao cấp, gồm phần các cái khu chức năng, cụ thể là khu biệt thự diện tích 2,6 hectare, khu căn hộ 1 hectare, khu dịch vụ công cộng hơn 3 hectare. Và cũng theo cái dự án này của Trung Nam Đà Lạt Lẹp, toàn bộ dự án có đến 90 biệt thự đơn lập và song lập với diện tích bình quân từ 219,7 đến 499,1 mét vuông. Ngoài ra còn hàng chục nhà phố liền kề, cụ thể là 415 căn hộ cao cấp, 5 khách sạn 3 sao và 5 sao. Thưa quý vị, theo Trung tướng Trịnh Lương Huy, dự án này ngoài ra còn có trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng hiện đại, có đầy đủ tiện nghi khép kín, đó là các sân tennis, rạp chiếu phim, khu vui chơi dành cho trẻ em, nhà hàng, cửa hàng cà phê, bãi đậu xe v.v. và v.v. Song trên thực tế tại hiện trường, cho đến nay theo Trung tướng Trịnh Lương Hy, các biệt thự mọc lên hoành tráng, song hầu hết những cái vấn đề như công viên văn hóa thì không được hoàn tất, như những cái tên mỹ miều của dự án. Chính đó là lý do người dân Đà Lạt đã phải nêu lên một cái câu hỏi thắc mắc, phải chăng đó là một dự án treo đầu dê bán thịt chó hay dự án đầu gô mì sở. Theo đó, trước khi được điều chuyển về Bộ Công an, Trung tướng Trịnh Lương Huy cho biết ông là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo Trung tướng Trịnh Lương Huy, chủ trương thu hồi đất quốc gia để chỉnh trang đô thị với lợi ích quốc gia, lợi ích tổng cộng là một điều hoàn toàn đúng đắn, hợp với lòng dân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì thực hiện trái luật, thậm chí có dấu hiệu nhóm lợi ích một cách rõ ràng. Và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã biến dự án khu công viên văn hóa đô thị Đà Lạt trở thành một dự án kinh doanh bất động sản. Nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lại không có tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, mà người ta giao chọn dự án này cho công ty Trung Nam Đà Lạt Land. Đó là một hành vi trái quy định và tạo điều kiện cho cái công ty tư nhân này thu hồi nhà đất của dân, của các cái tổ chức, trong đó có đất của Giáo Hoàng Đà Lạt cũng như nhà máy nước Đà Lạt, giao cho công ty tư nhân Trung Nam Đà Lạt Land không qua đấu thầu, rồi để cho cái doanh nghiệp tư nhân này phân lô bán nền kinh doanh bất động sản, mà theo Trung tướng Trịnh Lương Hy là một cái điều không thể chấp nhận được. Thậm chí đến ngay cả hồ nước 4.000 mét vuông mà chủ đầu tư Trung Nam đã sang nhượng để làm nhà hàng trên mặt hồ, rồi người ta phân lô bán nền mà hoàn toàn không thông qua đấu giá, trong khi đóng tiền cho ngân sách với diện tích 12,4 hectare chỉ có 460 tỷ đồng. Nhưng mà họ phân lô bán ra thị trường từ 50 đến 100 triệu cho một mét vuông, tức là hưởng một cái lãi suất tới 2-30 lần với giá nộp cho nhà nước. Sau khi công trừ nhân chia, theo Trung tướng Trịnh Lương Hy, thì khoản chênh lệch ít nhất cũng là 2.000 tỷ đồng. Đó là một con số thật là khủng khiếp. Nhưng bao nhiêu năm nay, theo Trung tướng Trịnh Lương Hy, tôi đã có các yêu cầu đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải xem xét xử lý cái dự án đầu ngô mình sở. Đó là cần thiết phải thu hồi lại dự án này, khi mà người ta thu hồi đất của hơn 200 hộ dân nhưng họ đền bù giá rẻ mạt, giá thu hồi không được niêm yết, quyết định thu hồi đất không được công khai, thậm chí không có kế hoạch tái định cư. Đã thế, chính quyền tỉnh Lâm Đồng còn cưỡng chế, khiến cho người dân có những người phải đột quỵ đưa đi cấp cứu. Đặc biệt lại có những cái vấn đề. Theo tướng Trịnh Lương Hy, giá thổ cư chủ đầu tư bán rất cao, xong bán lại cho một số cán bộ thì lại với giá rẻ như trò. Ví dụ như biệt thự của ông Nguyễn Xuân Hòa, giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Lâm Đồng, em trai của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến, thì được ngự ngay trên khu đất thu hồi của Giáo Hoàng Đà Lạt v.v. và v.v. Theo Trung tướng Trịnh Lương Hy đã khẳng định, tôi sẽ tố cho đến cùng, bởi mới đây hàng loạt lãnh đạo đương chức của Lâm Đồng đã hạ cánh, thì một số tỉnh đã khởi tố, khiến cho Trung tướng Trịnh Lương Hy tin tưởng cuộc chiến chống tham nhũng có lẽ không có vùng cấm. Song cho đến nay,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có những chỉ thị xử lý triệt để. Đó là lý do Trung tướng Trịnh Lương Hy nói rằng: "Đến bây giờ, cái bầu nhiệt huyết trong công tác phòng chống tham nhũng của tôi đã gần gần như ngấm lửa." Thưa quý vị, theo Trung tướng Trịnh Lương Hy, một cái vấn đề trong phòng chống tham nhũng hiện nay là phải làm rõ được cái câu hỏi, đó là tiền đâu quan chức Việt Nam người ta có thể xây các cái biệt thự khủng khiếp, họ có cuộc sống xa hoa. Thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ phát biểu của Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Ủy ban Tư pháp của quân đội, có nói rằng ngày xưa người ta tham nhũng dăm ba tỷ, nhưng bây giờ các cái quan chức hiện nay họ tham nhũng mỗi lần là trăm tỷ, nghìn tỷ. Chả trách người ta thắc mắc quan chức ở đâu tiền mà lắm thế, giàu nhanh như vậy. Có những quan chức trước khi giữ những chức vụ quan trọng thì còn đi xe mô tô, vậy mà chỉ sau vài ba năm người ta thấy quan chức này đã cất những cái biệt phủ khổng lồ. Vậy mà những cái hiện tượng sờ sờ ra đấy, Ủy ban phòng chống tham nhũng không bao giờ có ý kiến cả. Theo đó, việc của một đại bộ phận quan chức hiện nay có một cuộc sống quá xa hoa, chênh lệch với cuộc sống của người dân, nó đang phản ảnh một cái bức tranh trái ngược trong đời sống hiện tại ở xã hội Việt Nam, và nó dẫn tới những cái tình trạng sự bất bình đẳng trong cuộc sống giữa các quan chức và người dân lao động. Và điều đó nó càng phản ánh cho thấy sự gương mẫu của các cái lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không còn nữa. Trước đây thì các cán bộ lãnh đạo của Đảng, họ có một cái lối sống được đánh giá là giản dị, thậm chí đa số sống trong những ngôi nhà đơn sơ do nhà nước cấp. Nhưng trong một cái cơ chế kinh tế thị trường, như quý vị đã biết, có một số lớn các cái quan chức họ chỉ lo làm ăn riêng, vơ vét làm giàu, lấy tài sản của nhân dân thành tài sản của cá nhân họ. Nhưng mà có một cái vấn đề người ta thắc mắc, đó là quan trọng là vấn đề minh bạch tài sản không được làm tốt, kê khai tài sản không được công khai. Đó là lý do tại sao các cái cán bộ lãnh đạo hiện nay, kể cả các lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo cao cấp cũng vậy, họ thường kê khai tài sản thiếu trung thực, và dẫn đến tình trạng đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành và toàn thể ban biên tập xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.